Thêm. Mà siêu nhân màu gì vậy? Em lén rồi. Nhưng mà em come out chưa? Dạ chưa. Chưa. Mấy bạn nam mà hôn nhau tình cảm thì ba mẹ nó trời sao mà ghê quá, sợ ghê sợ quá nhỉ. Em nghĩ là phản ứng mạnh nhất á, ba mẹ sẽ đuổi mình khỏi nhà. Có những chỗ làm không nhận LGBT. Đúng, đúng, em đã đi nhiều chỗ không nhận LGBT. Người ta nói như thế nào em? Người ta nói là nhìn sao sao á. Ờ, người ta nói vậy luôn. Đúng, hả? Chịu với cảm giác nó không được. Nên bắt buộc em phải công khai. Những bạn trai á, mà trong cái khoa của em là khoa sư phạm mà, cho nên là gặp mấy bạn này nhiều lắm. Cho nên là cảm nhận đầu tiên. Sư phạm nhiều lắm hả? Dạ. Thôi thiệt chứ chị, thôi thiệt chứ chị. Nói tới tình cảm là khóc. Bèo chú. Có lúc mà bạn Ti đây nè, bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Real Life. Và bây giờ thì Tuân đang đứng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để đến thăm nhà của một bạn khách mời trong cộng đồng LGBT. Bây giờ thì chúng ta hãy vào thăm nhà của bạn ấy và cùng nghe bạn ấy chia sẻ những câu chuyện về công việc, gia đình, câu chuyện come out cũng như là tình yêu mà bạn ấy đã từng trải qua nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người. Không có số nhà mà hình như là cái nhà này mọi người ạ. Không có chuông. Chào em là Đông Hỷ đúng không? Dạ đúng rồi. Anh đến từ chương trình Real Life, hôm nay anh dẫn mọi người đến để thăm nhà của mình. Dạ, mời mọi người. Anh xin phép vào nhé. Dạ. Mời mọi người. Em ở đây với ai ha em ha? Em ở chung với ba mẹ, với hai đứa em của em. Trong 5 người ở trong 5 người trong nhà. Là đây là giường ngủ của ba mẹ em ngủ đây với đứa nhỏ đứa em. Ừ, còn hai em thì ở ngủ trên. Ở trên đấy. Dạ. Thì bếp nhà em. À, bếp. Dạ. Nhà cũng nhỏ nhắn ấm cúng quá ha. Dạ. Đây là hình của ai lúc nhỏ em? Dạ, hình của em lúc nhỏ anh. Là em út của dạ, em đúng không? Em út nhỏ. À. Đây cũng là em út luôn. Nó mới vừa học xong lấy bằng mầm non á anh. À, tại sao hình chỉ có hình của em út không nhỉ? Còn hình gia đình của mình đâu? Gia đình em thì không có treo lên. Có treo hình có em nhỏ thôi. Còn gia đình ở dưới quê á. À. Có nhà dưới quê thì sẽ có treo. Còn trên này thì không có. Rồi, tìm chỗ để ngồi nhé, nói chuyện một nha. Tí. Ở đây nhé. Ok. Sáng tốt. Cho sáng mặt phải không? Rồi. Ủa, cái máy may này là của ai em? Dạ, máy may này của mẹ em. Mẹ em làm may hả? Mẹ em nghề may. Còn bây giờ mẹ em đi làm ở ngoài là cũng làm nghề may? Lúc trước đó là mẹ em có thuê may riêng tại nhà. Ừ. Sau đó thì không có làm nữa nên ra ngoài may. Ừ, là bây giờ cũng ra làm may cho xí nghiệp. Đúng rồi. Mẹ làm từ mấy giờ đến mấy giờ em? Mẹ em làm từ sáng từ 7 giờ đến 5 giờ chiều. Em cảm nhận được cái sự khác biệt ở trong mình nó lâu chưa? Lúc còn bé thì em cảm thấy mình bình thường. Anh cũng chơi mấy cái trò của con trai mà áo siêu nhân bình thường. Ừ. Mà siêu nhân màu gì vậy? Màu xanh, màu đen em cũng thích màu đồ siêu nhân lắm. Mà có thích có màu hồng không? Không thích màu hồng. Tinh học cấp 1, cấp 2 em cũng thấy giới tính em bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó thì em cũng có nhìn mấy bạn đẹp đẹp á, gái đẹp đẹp thì em cũng mến mến, do mình đó học giỏi mình dễ thương thì mình cũng để ý kiểu mình hơi hâm mộ, hơi thán phục đúng không? Chứ không phải là yêu. Rồi lúc đấy em thì chưa nhận ra, nhưng mà những người xung quanh có nhận ra không? Họ có trêu em không? Hai thì em nghĩ là có người nhận ra rồi. Dạ, họ cũng hay chọc và em cũng bình thường lắm, em cũng bình thường lắm, em cũng nói gì tới họ nó sao nhìn nó ẻo lả quá gì đó. Trước khi là ở trường hay còn ở nhà em bình thường. Rồi đến bao giờ em mới xác định được bản thân của mình? Lúc em lên cấp 3 học là bắt đầu giữa lớp 10 là em phát hiện được là mình giới tính này, giới tính thứ ba là thuộc LGBT. Dạ, là em là gay. Làm sao em tự dưng em phát hiện ra như thế? Lúc đó thì vào năm giữa lớp 10 thì em
có đi chơi một nhóm bạn, lúc đó lên em chưa biết ăn diện này nọ hết. Sau đó mình chơi một nhóm bạn xinh xinh không à, mình làm theo, mình hỏi biết biết làm đẹp. Cái giờ mình đẹp lên, cái lúc đó em có quen một cái bạn trong nhóm á, em thay đổi xong cái bạn đó mới đầu thì cũng chưa có gì, từ từ cái thái độ của bạn đó thích thích mình, lâu ngày cũng hai đứa quen nhau. Quen được lâu mà đâu hề? Gần 3 năm. Oh, wow. Em học hết cấp 3 luôn. Là tình đầu của em là quen được 3 năm, vậy là giỏi đó em. Tại vì tình đầu tiên thường anh thấy nó hay chóng bánh lắm, tại vì mình chưa có kinh nghiệm này, mình cũng không biết yêu làm sao, rồi làm sao mà kết thúc. Lúc đó là học xong cấp 3 là em lên Sài Gòn làm. À, mình kết thúc trước khi mình lên Sài Gòn hay là? Lên Sài Gòn được 2 tuần bắt đầu mới kết thúc, em không yêu xa được. Thứ hai là em bị lúc đó em bị cảm giác là em theo nhịp sống của Sài Gòn á, nên em muốn về quê nữa, bạn cứ về chơi em cũng không về. Là nó, em bị cuốn đi phải không? Nó nhanh cuốn quá. Cuốn theo cái đô thị trên này. Đến bây giờ có giờ hối hận không đâu hề? Cũng sẽ có hối hận, tại vì cũng lỗi do em. Nhưng mà thứ hai em sẽ nghĩ là do mình hết duyên rồi, nên em cảm thấy nó sao rồi tự em sẽ vui lại. Sao anh nghe anh tiếc ghê. Rồi sau đấy em có quen ai tiếp không? Em ở với ba mẹ cho nên là mấy tháng. Sau đó em mới lên trước em làm. Tầm 1 năm em quen được một bạn nữa. Đó là đi chơi, quen bạn đó trên Bình Tân. Đi chơi là tìm quanh đây á, thì cũng quen được gần năm mấy, 2 năm. Thôi nhưng mà em quen cũng lâu quá chứ hả? Em được 3 mối tình, mà mối tình là cũng lâu á. Cũng từ 3 đến 2 năm, 2-3 năm. Khi em quen như vậy gia đình biết không? Em come out với bố mẹ chưa? Không biết em quen. Em cũng không dám công khai luôn. Nhưng mà em come out chưa? Dạ chưa. Chưa. Chưa mà có khi em ý định come out mà em thấy xem TV này nọ ba mẹ hay thường mới nhìn các bạn nam với nam á hơi kỳ thị. Đúng phải không? Hơi kỳ thị nên em sợ em nhớ. Chưa come out biết bố mẹ còn hơi kỳ thị mà dám đưa chương trình về đây em lén rồi. Nếu em nói thẳng không được nhưng em muốn nhờ chương trình cho ba mẹ, thông qua chương trình ba mẹ sẽ hiểu không? Nhưng mà khi mà bố mẹ xem những chương trình về LGBT đó thì cái phản ứng của bố mẹ nó tiêu cực như thế nào em? Là bố mẹ nói gì, bố mẹ suy nghĩ gì á? Em thường thấy là mấy bạn nam mà hôn nhau tình cảm thì ba mẹ nó trời sao mà ghê quá, sợ ghê sợ quá vậy. Có bao giờ bố mẹ đặt câu hỏi với Đông Hỷ à? Dạ không. Nếu chương trình này phát sóng em có nghĩ là phản ứng của bố mẹ sẽ như thế nào không? Hay em nhờ chương trình này với em lúc này em cũng càng thể hiện ra nhiều hơn rồi. Với ai là em cũng 25 tuổi rồi. Nếu mà em giấu giới tính ra ngoài công việc của em muốn thuận lợi. Tại em thích bên ngành truyền thông với bên ngành nghệ thuật. Nên em muốn công khai bản thân mình ra để xin việc làm hơn. Chứ mà giấu cha mẹ ba mẹ không cho làm đó. Mẹ cứ làm những việc em không thích. Em chỉ làm cái đồng tiền thôi chứ em không có đam mê á. Nên không chú tâm vào nó. À, anh có câu hỏi này, ví dụ em muốn làm về truyền thông, về nghệ thuật thì em đâu cần come out, em mới có thể làm đâu, chỉ cần mình đủ khả năng nè, mình học tập đủ nè thì mình sẽ làm thôi chứ. Mặt cũng sẽ đưa nhiều hơn. Nên em cần come out cho mọi người gia đình biết luôn, em sẽ dễ làm trong ngành truyền thông hơn. Nếu mà em giấu giếm rồi ba mẹ sẽ không biết, không cho em làm trong ngành đó. Mẹ bắt em làm những việc như là công ty này nọ thôi mà công ty em không thích làm. Em có hợp với cái gì là đó. Em đam mê mấy cái nghệ thuật rồi mỹ thuật này nọ các thứ phải không? Nghệ thuật cái truyền thông em thích cái này. Anh hiểu. Theo em nhé, cái phản ứng tiêu cực nhất mà bố mẹ sau khi xem tập Real Life này là gì? Em nghĩ là phản ứng mạnh nhất á, mẹ sẽ đuổi mẹ khỏi nhà. Rồi em chuẩn bị như thế nào? Em sẽ sẵn sàng đi. Khó lắm nha em ơi. Tại vì hiện tại em chưa có công việc ổn định, nên em nói trọng lượng, cái lời nói em nói ra không có giá trị. Nên ba mẹ sẽ không nhìn thấy cái giá trị của mình mang lại, chưa có thấy thành tích của mình hết á. Nên ba mẹ không có tin tưởng, và ba mẹ đã kỳ thị cái giới này rồi. Nên là phải càng làm để cho mẹ chứng minh cho mẹ. Thì vì cái công việc của em chưa ổn định nè, kinh tế chưa ổn định nè, thì làm sao em bước ra ngoài đó và em tồn tại được, để em chứng minh cho bố mẹ em biết là em có thể vững chãi được. Nên cái thời điểm này có phải là thời điểm thích hợp hay không? Em nghĩ là thích hợp. Tại vì em 25 tuổi. Lớn tuổi, không lớn tuổi mà trẻ tuổi cũng trẻ tuổi nữa. Nhưng mà ý của anh là như vậy nhá, kinh tế chưa ổn, công việc chưa ổn, em ra ngoài, em phải thuê nhà, em sống, em phải chạy ăn từng bữa, em phải sinh hoạt phí, tất cả các thứ. Em nghĩ em sẽ làm được, tại vì do em công khai em sẽ thoải mái hơn. Còn nếu mình chưa, em thấy em kìm lắm. Có khi lại những chỗ xin việc làm, họ không thích. Bảo ba mẹ bắt buộc phải làm chỗ đó, mình không kỳ thị, không muốn nhận giới tính đó. Mình cũng khó làm lắm. Có những chỗ làm không nhận LGBT. Đúng, em đã đi nhiều chỗ không nhận LGBT. Người ta nói như thế nào em? Người ta nói là nhìn sao sao á. Người ta nói vậy luôn. Đúng, chịu với cảm giác nó không được. Nên bố mẹ em phải công khai. Thế bây giờ nhân chương trình này luôn đi, nếu mình không nói trực tiếp được thì mình nói qua chương trình nhá. Em nhìn vào máy quay này, em gửi lời đến bố mẹ thật là chân thành nhá Đông Hỷ. Con làm chương trình hôm nay là con giấu bố mẹ rồi, tại vì bố mẹ chưa hiểu về giới tính của con, nên thông qua chương trình là con muốn ba với mẹ sẽ hiểu giới tính con hơn và chấp nhận con. Con hứa là con sẽ thành công và con sẽ tạo giá trị cho bản thân mình để không được mọi người kỳ thị nữa.
cháu xin thay mặt các bạn trong cộng đồng gửi đến cô chú một vài lời như thế này, là cháu cũng là một cái người đã gặp rất là khó khăn trong cái việc come out với bố mẹ. Nhưng mà cháu sau khi come out xong, cháu cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn và rất là muốn sống trọn từng cái giây phút trong cuộc sống của mình, có trách nhiệm với gia đình và với tất cả mọi người xung quanh. Nên cháu mong cô chú cho Đông Hỷ một cái cơ hội để có thể chứng minh bản thân của mình là Đông Hỷ có thể làm được, và để cho cô chú an tâm là dù bất kỳ giới tính nào á, thì khi mà mình đã cố gắng trở thành một người có ích thì mình vẫn có thể làm được. Và hy vọng là cô chú có thể thông cảm cho bọn cháu. Anh hy vọng là em sẽ ổn nha. Anh rất hy vọng như vậy. Rồi bây giờ công việc của em nói là công việc của em chưa ổn định lắm em. Thì cụ thể nó là ở chỗ nào mà chưa ổn định? Em cứ làm những việc phục vụ này nọ thôi. Em cứ bay qua bay lại thôi. Em đang tìm một chỗ làm bên truyền thông, để em sẽ vừa học, em vừa học bên ngành nghệ thuật của em, đó là diễn viên và người mẫu. Nhưng mà để được làm truyền thông thì mình đã phải từng học truyền thông, hoặc là mình sẽ phải có những cái năng khiếu nghệ thuật nào đó chứ. Mình đã phải trang bị cho mình cái gì chưa? Bên thầy Trang em cũng biết chút chút. Đây, cái máy may phải không? Thì không phải may mà là bên stylist này nọ, trang phục em cũng có biết phối, hay là chụp hình em cũng biết chút chút. Mọi cái là em chưa qua trường lớp nữa, không có chuyên nghiệp. Bản năng đúng không? Dạ, theo bản năng thôi. Thế em có định học không? Dạ có. Anh nghe em nói về cái quán mà em đang làm á, bây giờ mình ra đấy đi để thay đổi không khí, với lại em cũng muốn biết là cái nơi làm việc của Đông Hỷ nó sẽ như thế nào. Dạ anh, là quán cà phê đang làm thành công coffee à? Dạ, bán sỉ và lẻ cà phê luôn, có bán cà phê hạt, cà phê rang luôn. À dạ, đây là công viên của quán anh đang làm. Mọi người đang làm việc hả? Quán rộng đúng không? Quán cũng rộng em ha. Dạ, quán này buổi sáng thường đông hơn buổi chiều. Dạ. Em làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Dạ em làm ở đây được gần 1 năm rồi. 1 năm. Ai dẫn em vào đây làm? Em tự xin, tại em thấy mấy anh chị cho bảng á, bảng tuyển nhân viên, nên thứ hai cũng gần nhà em. Xin mà có khó khăn gì không em? Dạ không, mới vô là chị thích liền. Thích. Chị có nói tại sao chị thích em không? Chị mới vô chị nói em dễ thương, ai nhìn em vui vẻ á. Tại mới vô em cũng vui cười với mấy chị á. Để mà tiếp khách thì vui vẻ thấy cũng quan trọng. Rồi mới vào làm có lóng ngóng gì không em? Đó, mới làm thì mấy ngày đầu, bao mấy ngày vỡ đầu ly vỡ tắc không? Không có vỡ mà sau này mới vỡ. Sau này bưng nhiều em lại vỡ. Em bị rung cái em vỡ. Còn mới vô thì không có vỡ. Kỹ lắm, mới vô mình kỹ đó, nhưng bưng ít từ ly. Sau này mình quen mình bưng hơi nhiều lên. Cái khi mình chợt chân á, cái độ mà cũng một hai cái không có nhiều. Em thích công việc này không? Công việc thì em làm chỉ là kiếm tiền thôi. Chứ em cũng thích lắm. Tại đây là em đang phụ gia đình nữa. Có phụ được gia đình luôn à, thế giỏi rồi. Đưa cho ba mẹ em. Thế là giỏi rồi. Em chỉ giữ một phần nào thôi. Chứ em không có giữ hết. Dạ. Tại gia đình em khó khăn lắm nên em phải làm phụ với ba mẹ. Mấy anh chị trong quán khách thích em lắm. Em thoải mái, chuyện với em vui vẻ. Em phục vụ nhiệt tình lắm. Mấy anh chị thích. Vào đây em có chơi thân với ai không? Em chơi thân với một chị. Một chị là, cũng làm trong quán, đang làm trong quán. Chị này làm cũng lâu rồi. Mấy năm rồi. Em vô đây thì mấy ngày đầu thì cũng em mất cỡ đó. Cái chị lại nói chuyện với em. Cái chị em nói chuyện qua lại cái hiểu, cái chị hiểu giới tính của em. Em có hay tâm sự chứ lắm. Thì chị em nói nữa nó kia, cái sau này chị em giỡn hết kia nha. Rất là hợp. Chị chủ chửi giết luôn. Là hai đứa sau bán một cái giỡn hoài. Em có chuyện gia đình buồn hoặc là chuyện tình cảm hoặc là chuyện gì với em đó, em hay nói chị biết. Em cũng ít nói chuyện ba mẹ. Em thích ở quán hơn hay thích ở nhà hơn? Em thích ở quán hơn. Đúng không? Quán em sẽ sống thật cho bản thân em hơn. Tại anh thấy bạn ấy ở nhà với lại ở quán, cái năng lượng của em khác nhau. Dạ đúng rồi. Ở nhà em cứ rụt rè làm sao á. Tại ở nhà em bị thu mình lại á. Không ở quán em bung xỏ. Sợ bị lộ phải không? Sớm cho em cũng nhiều chuyện á. Bạn ấy anh có thấy mọi người đi qua đi lại nhìn quá trời có đất. Tại em đi làm em cũng hơi trang điểm tí á. Cái càng ngày lúc này em đi làm em hơi trang điểm, với em hơi diện diện nên á. Cái mấy hàng xóm nói là sao bữa nay ở nhà ba mẹ, ở nhà em tên Khoa, em tên trong giấy luôn là Khoa này sẽ đi làm rồi đó, trang điểm này nọ kỳ cục chị. Cái là ba mẹ nói nhắc nhở em. Nhưng mình vẫn làm đúng không? Giờ em thích đẹp lắm,
em thích là em đi làm vẻ đẹp em mới đi làm được. Mới tự tin đúng không? Đúng rồi. Mình làm việc mình giao tiếp nhiều mình dạ, phải tự tin chứ. Tự tin. Ừ. Thế mình gặp ngày nào cũng gặp khách nhiều mà. Khi mà làm đây là có những cái khó khăn nào? Khó khăn lúc đầu thì là có khi là khách đông quá, chị chủ bận á, em chưa pha chế rằng á, khách gọi món mình không biết pha, cảm giác khó chịu. Ừ. Cái sau đó em kêu chị chủ dạy cho em đi, dạy cho em những món mà cần thiết đi. Khi nào chị bận thì em sẽ đứng pha luôn. Chứ mất công khách chờ nữa, khách khó chịu quá. Bây giờ cho anh vào anh xem em pha chế được không? À, cái món mà em thích pha chế nhất hoặc là em làm ngon nhất là gì? Em thích là món trà hoa đậu biếc vì nó màu giống, nó rất là đẹp. Ừ. Em rất là thích cái món đó, chứ khách ở đây cũng hay thích món đó lắm. Cái món vừa mát và vừa béo. Mời anh vô quầy pha chế đi. Đi, đi. Giới thiệu anh, đây là quầy pha chế của quán em. À, đây. Đẹp không anh? Hôm nay sinh nhật của chị chủ á. Có một hoa xinh tươi trên bàn. Đây là quầy pha chế. Có cà phê. Menu quá thì gồm nhiều món nước lắm. Nước ngọt có, cà phê có, sữa có. Bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn. Cái đó là của chị chủ ăn. Chị chủ làm bánh tráng chấm muối lắm. Rồi bây giờ mình trổ tài làm món trà hoa đậu biếc. Dạ, giờ em làm cho hoa đậu biếc cho anh uống nha. Là nó làm từ hoa hả? Dạ. Mình phơi khô hay là nó là hoa tươi? Nó có hoa khô cũng có, nhưng mà giờ ở đây em có hoa tươi, hoa khô. Hoa tươi mình để trang trí thôi. À. Nó sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu cái hoa tươi đó mình làm thành cái trà luôn được không em hay là không? Được, vẫn được. Đúng rồi. Cho một miếng hoa. Là một nhúm. Rồi đúng rồi, một nhúm nhỏ thôi. Hoa này là mình trồng hay mình mua em không? Dạ, mình trồng phía trước anh. À. Bên đây với mình có hai bụi. À, là mình thu hoạch vào. Đúng rồi, mình thu hoạch mình tự hái luôn. Ồ. Oh. Cái này trồng dễ em không? Dạ dễ lắm anh, mình lấy hột khô á. Ừ. Rồi bắt đầu mình rải dưới đúng, cái, đúng không? Rồi. Mình gieo ở dưới đất nó tự lên. Cái này ngâm bao nhiêu lâu à? Ngâm chút xíu à. Mình khoảng 5 phút rồi nó có màu. Có phải nhấn nó xuống không? Có. À, cool. Trước khi mình ngâm nước sôi nó thấy ra cái màu tím. Ừ. Tím LGBT. Cái món này là mình học theo mấy công thức trên mạng không? Cái này là chị chủ học ở đây, mà chị chủ có học pha chế đó, chị chủ chỉ là em. Biết. Nghe anh hiểu. Có giờ vào đây xong em làm đổ bể các thứ không? Hả? Em ơi, hay đổ làm dơ chỗ này là chị chủ hay la em á. Em hay bài lắm, em dọn ra là em tự chị chủ bắt đầu chị chủ kêu ti vào dọn và đây em mới hớn hở em chạy vào nó mình ra màu nè. Một tím. Tím hoàng hôn. Nhớ khi trong cái hoa đây nó còn chất ở trong đấy thì sao em? Mình làm như thế rồi mình vứt thôi hả? Đúng rồi, mình vứt khi nó ra một nó sẽ bị đổi màu nè nào. Rồi nó sẽ đậm, sau đó sẽ nhạt lại, rồi cái chất nước nó ra cho hai muỗng đường vào. Với lại cái màu này chụp hình sống ảo. Đúng rồi, cực kỳ. Mấy chị đẹp xinh quán hay ghé uống mà để chụp hình đó. Nếu khách uống ngọt nó sẽ làm ngọt, và thường em sẽ uống vừa cách là hai muỗng đường. Nếu như mọi người chưa biết thì cái món trà hoa đậu biếc này nó ra cái nước rất là đẹp á. Cái này ở ngoài có bán đúng không em? Cái hoa này ít, cái hoa này ít người bán. Nên nếu mà tìm được thì đem về nhà để mình pha, mình uống cũng tốt đúng không? Mà đẹp nữa. Dạ đúng rồi, đánh lên. Hoặc là mọi người có thể đến đây để thử cái món trà hoa đậu biếc này. Sẽ cho chanh vào. Bây giờ mới là màu tím này. Dạ đúng rồi, bây giờ nó là màu đổi tím. Màu. Thế rồi mình bỏ đá vào. Bỏ đá vào. Phải có một lớp kem ở trên. À, nếu bỏ vào thì nó sẽ béo, nó bị béo và thơm. Cái đổ bình thường không cần thế thôi. Nó tự điều tới chiều chảy qua hai bên. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Ồ. Okay. Cái này mình để bên trang trí. Cái đấy là sốt sô cô la. Dạ đúng rồi. Mọi người xem thành quả của Tuân. Tuân là pha chế chính cho cái ly nước rất đẹp như này và rất ngon nữa. Cái này là sốt sô cô la. Rồi, mình sẽ làm như thế nào với nó này? Dạ. Anh sẽ gửi ra cái điều ấy nè. Rồi. Rồi ấy nè. Dựng đứng ra, đứng lên. Đậm lên. Cái đó anh tùy em trang trí, em muốn trang trí sao thì trang trí. Đó. Đẹp không? Đẹp. Em khen to lên cho khán giả đẹp nghe. Đẹp quá nè. Ok. Đây em sẽ dậm. Ủa, nữa. Và mình thấy đi đường nhìn. Khi nó ra sô-cô-la nó sẽ rất là ngon. Em là mất đi sự thanh thoát của mấy cái đường của anh à? Khi mà em sẽ làm cái gì nó thành một hoa. Dạ. Rồi cái đó mình trang trí vào. Rồi. Rồi và đây là thành quả. Mọi người vừa xem xong chương trình Khéo Tay Hay Là. Rồi, bây giờ mình đem ra ngoài ghế ngồi đi. Bên đây anh có nghe em nhắc đến Na. Bây giờ mình mời Na ra ngồi nói chuyện được không?
Dạ, em sẽ mời chị Na đang nói chuyện. Ừ. Ơn rồi, bé Na đây rồi. Chị Na thân yêu của em. Rồi em ngồi nhá. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp Đông Hỷ là gì em? Thôi gọi là bé Ti đi ha. Đúng rồi, gọi bé Ti đi. Ngày đầu mà em gặp Ti thì em nghĩ là bé này chắc tính tình chắc là vui vẻ lắm. Hồi lúc em học đại học á là những bạn trai á mà trong cái khoa của em là khoa sư phạm mà. Cho nên là gặp mấy bạn này nhiều lắm. Cho nên là cảm nhận đầu tiên. Sư phạm nhiều lắm hả? Dạ. Thôi thiệt chứ chị, thôi thiệt chứ chị. Cái khóa của em là như được 5 bạn trai thôi à, mà 5 bạn đều như vậy đó. À. Là khi em nhìn là em bắt, dạ đúng rồi. Bắt xuống đài luôn. Em nhìn là em biết. Ban nãy Ti có kể em là cái người giúp đỡ Ti rất là nhiều trong công việc á, rồi chia sẻ rất là nhiều điều trong cuộc sống. Dạ. Thì em thấy Ti có những cái khó khăn nào mà Ti đang gặp phải? Trong cuộc sống thì Ti khó nói ra cái con người thật của mình. Đối với bạn bè thì Ti thoải mái hơn, còn gia đình thì có vẻ là chưa chấp nhận được Ti á. Nên là Ti cũng hay nói chuyện với em về gia đình. Nhiều khi bạn cũng muốn nói cho ba mẹ là người lớn nghe, nhưng mà lại họ lại chưa có suy nghĩ cùng giống như bạn, cùng quan điểm với bạn. Thì bạn nói chuyện với em thấy là cũng tội nghiệp. Có lúc mà bạn Ti đây nè, bạn nghĩ quẩn luôn á. Em cũng sợ dữ lắm. Tự nhiên bé làm chung mình mà nó lại đi nói vậy, nó nghĩ cái gì mà nghiêm trọng như vậy. Là về áp lực của gia đình hả nè? Tới mức mà phải như vậy luôn á. Chắc là Ti cũng chịu đựng khoảng thời gian rất là lâu. Tại ban nãy không biết Na có bao giờ về nhà của Ti chơi chưa? Dạ em có thỉnh thoảng đến. Tại ban nãy anh ở nhà của Ti, anh thấy cái năng lượng của Ti khác. Ở đây là tại vì mấy chị á là ai cũng biết. Ai cũng biết rõ như vậy luôn, là Ti như vậy, Ti như thế nào, Ti thể hiện như vậy. Nói chuyện rất là vui, chị em rất hợp nhau luôn. Còn đến nhà chơi thì em cũng chỉ đến nhà cũng buổi chiều ra ca vậy thì cũng có em với Ti ở nhà, cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ vậy đó. Ti chưa come out với gia đình mà đã tham gia chương trình Real Life rồi. Lên sóng như vậy rồi cho tất cả mọi người đều biết. Thì anh thấy đó là một cái sự rất là mạo hiểm á. Anh biết Na nghĩ gì về chuyện này khi mà Ti nói là em sẽ tham gia chương trình này. Na biết đúng không? Dạ biết. Ti cũng nói với em là ở nhà Ti nói chuyện với ba cũng khó lắm. Ti nhiều khi cũng muốn công khai với tính của mình với ba, để ba mẹ là người gần mình nhất mà. Muốn ba mẹ hiểu mình, nhưng mà lại khi nói ra thì suy nghĩ của người lớn chắc là khác với trẻ. Cho nên là khó chấp nhận được. Em nghĩ là khi Ti tham gia chương trình này thì có thể là đúng là mạo hiểm, thì có thể là ba mẹ là từ mặt luôn. Hoặc là nếu như mà đôi khi có thể sẽ suy nghĩ lại. Bởi vì có nhiều người nói, nhiều thứ tác động. Xã hội bây giờ mình đã chấp nhận rồi. Cho nên là em nghĩ là mạo hiểm thì cũng có, nhưng nó sẽ đổi lại là cái sự đồng tình của ba mẹ. Rồi theo quan điểm riêng của bé Na nhé, thì cái việc của Ti cần bây giờ là làm gì để cho cuộc sống của Ti tốt hơn, để Ti có thể mạnh dạn come out bản thân của mình với mọi người hơn? Theo em á thì Ti cứ nên sống thật với bản thân mình. Bởi vì khi như vậy Ti mới thấy thoải mái nhất. Lúc mà mình thoải mái nhất, mình tự tin nhất thì mình sẽ làm mọi việc đều giỏi hết, đều tốt, hoàn thành tốt, em cũng vậy. Và khi nào mà mình thấy tự tin, mình cứ nghĩ mình đẹp, người ta nói gì cũng được. Nhưng mà mình đẹp, mình giỏi về việc đó, mình biết mình khả năng như thế nào thì mình cứ tự tin mình làm. Tâm trạng mình tốt nhất là mình sẽ đạt được thành công. Em thấy ở Ti thiếu sự tự tin về bản thân Ti đúng không? Dạ đúng rồi. Ti cũng còn hơi rụt rè một tí. Suy nghĩ của Ti thì cũng đôi lúc bị chông trên, người này nói, người kia nói thì lại không nghĩ đến mình, cứ nghe người ta. Chuyện tình yêu đó. Dạ. Ti có tâm sự với bé nào? Trời ơi, nó không những bạn Ti này không những tâm sự mà còn khóc với em nữa. Em không nghĩ là Ti mong manh tới vậy luôn á. Trong cái cơ thể của một bạn trai đi cũng phải có một chút gì đó gọi là mạnh mẽ, mà Ti nó nói tới tình cảm là khóc. Tâm hồn của một bé gái đúng không? Dạ. Trời ơi, bé gái mà nhỏ tuổi nữa mà rất là bánh bèo đó đúng không? Dạ, bèo chú. Hồi đó đi học là cũng có quen rồi, chia tay, không hợp chia tay. Lên đây rồi cũng đi làm, rồi cũng quen hai anh, cuối cùng lại cũng không hợp, lại chia tay nữa. Mà cuộc tình nào cũng sướt mướt,
Nước mắt chắc như lũ miền Trung. Hỏi Ti đi thì khi mà chị Na đã đồng hành với mình thời gian rất là dài ha, còn chia sẻ với mình và giúp đỡ mình rất là nhiều, vậy có bao giờ em nói lời cảm ơn hay là em nói những cái điều gì đó mà gửi tặng lại cho chị Na chưa? Lúc em làm chị Na thì em chưa nói là cảm ơn chị Na. Sẵn lên chương trình em cảm ơn, em nói với chị Na luôn, những tấm lòng của em là em cảm ơn chị nhiều có thời gian giúp đỡ em nha. Là người luôn chia sẻ đồng hành với em. Anh muốn hỏi Na là ví dụ như tập Real Life lên sóng, bố mẹ của bé Ti sẽ phản ứng mạnh thì Ti cần làm gì Na? Em này cũng khó mà. Nói tới phụ huynh là nhạy cảm lắm. Khó thật sự. Tại vì em tiếp xúc nhiều phụ huynh mà. Nếu mà phản ứng mạnh quá thì chắc là Ti cứ để cho ba mẹ ngoài một thời gian đi. Tại vì cái gì càng nóng mình cứ càng nói vô thì có khi phản tác dụng. Cứ để một thời gian xong rồi lại cứ giải thích rồi nói, cứ thì thầm to nhỏ vậy á. Em nghĩ là chắc là nước chảy đá mòn thôi. Nhân dịp cái tập Real Life ngày hôm nay á, anh chỉ muốn cảm ơn Na thôi. Vì anh biết là ngay cả anh hay là những cái bạn trong cộng đồng của anh á, họ rất cần những cái người đồng hành. Tại vì nhiều khi bọn anh cô đơn lắm mà. Tại vì bọn anh cảm giác là mình là cái kẻ cô đơn nhất ở trong cái thế giới này luôn á. Nên thật sự một cái người đồng hành như em nó rất là đáng quý. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã chia sẻ tất cả mọi cái cung bậc cảm xúc mà thậm chí gia đình của Ti cũng không thể chia sẻ được với Ti. Anh hy vọng là bé Na lúc nào cũng xinh xắn như vậy, lúc nào cũng vui vẻ và có thể truyền được cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh như vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng cảm ơn anh nhiều. Rồi, Ti. Anh mong là khi tập này phát sóng thì phụ huynh em đương nhiên sẽ biết và có thể phản ứng. Anh mong em mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ mình muốn giải quyết nó mình phải đối mặt. Em đã muốn tham gia chương trình này rồi là em đã mạnh mẽ rồi. Em quyết tâm rồi, em mới dám công khai. Rồi, em sẽ đối mặt nhé. Và anh tin là sau khi em come out được rồi thì tất cả mọi người hiểu nhau rồi. Thì ở nhà em sẽ thoải mái như ở đây vậy. Tại vì ai cũng thương em hết nha. Và anh cảm ơn em, cảm ơn hai chị em đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Real Life ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những tập Real Life lần sau. Bây giờ thì Tuân xin chào và hẹn gặp lại.